Hello, chào anh em nha. Kỳ này lên sóng cho anh em mình mẫu xe Vios đời 2018 số tự động bản G. Xe gia đình chắc xe đẹp anh chị nha. Nút đề ABS túi khí quá trời luôn, điều hòa auto nè. Bản G là bản cao cấp nhất của dòng Vios và là form mới anh chị nha. Form nó dài tới 2021 anh chị ha. Rất là đẹp anh chị nha. Chỉ có 395 triệu thôi xe, hơi dơ em chưa rửa, em cũng quay đại cho anh em mình xem đi, kệ dơ rửa mấy hồi anh chị ha. Xình bụi dơ đúng chưa? Xe này để bữa giờ để dưới bãi anh chị ha. Cho họ làm cái mặt bạn bánh xe mới làm xong. Đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh chị nha. Keo chỉ riêng nguyên bản, xe không lỗi nhỏ anh chị nha. Lòng về máy về riêng hết nè. Xe mỏ tội hơi dơ thôi, vỏ bọng cũng còn dày. Đó. Cảm biến ve anh chị ha, đầy đủ nè. Gầm. Đẹp keo xi ben đời mới mà. Chung là đời mới nó phải đẹp anh chị. Dòng này cũng khá tiết kiệm nhiên liệu ha. 100 cây anh em chạy bình quân tầm 6 lít rưỡi số tự động. Keo chỉ riêng nguyên bản, túp lô túp ly anh em nhìn là biết xe chất rồi. Đó. Nút bấm nè. Mới tinh, tay cửa nè. Xe hơi dơ thôi, vô lăng. Vô lăng rất là đẹp, hút tích hợp, túi khí đầy đủ nè. Số tự động anh chị ha, điều hòa auto nè, màn hình theo xe nè. Đó, túi khí bên kia bên đây ha, đầy đủ hết. Nói chung anh em mua về sẵn đi, dàn ghế zin theo xe luôn. Có ghế tì tay luôn, trần cũng zin theo xe. Đó, bao xài, bao chạy, bao kén, bao quay đầu anh chị nha. Đó, rất là đẹp, có giao lưu, có trao đổi xe nha, được sản xuất 2018 nè anh chị ha. Tem bọng bách cửa nè, ốc ở trong nè, chơi kiểu lồng ở trong nè. Máy gầm êm hết rồi. Anh em mua về đi thôi, nút đề startup nè anh chị ha. Quay cái máy cái này mình xem luôn. Xe chạy hình như cũng được 100.000 hay gì đó, xe phải 100.000. 125.000 anh chị nha, xe 125.000. Gương kính chỉnh điện gặp gương tự động anh chị nha. Rồi, gặp gương tự động ha. Đó. Form này thì nó đẹp anh chị nha, đẹp, có đèn led rồi. Đăng kiểm tháng 2 năm sau, máy trắng. Ốc cabo chưa mở luôn chị nha, ốc cabo trước, cabo sau chưa mở, keo chỉ đầy đủ 100%, xe riêng không lỗi nhỏ. Bao xài, bao chạy, bao kén, bao quay đầu, máy trắng anh chị nha. Đó, êm du. Anh em mua về đi ngay thôi. Khỏi mở anh chị ơi, cứng quá, chạy mấy 100.000 mở làm gì đúng không? Nguyên zin đó, nói chung là vậy, máy chắc vô à. Form dáng đẹp. Để cho anh em mình 395 triệu bao xài. 395 triệu ha. Chất xe còn đẹp, máy số gầm ngon, anh em mua về sẵn đi, form dáng đã đẹp, thích hợp về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy xe hoa, liên hoan, cưới hỏi, sinh nhật. Rất là nhiều dòng xe anh em qua lựa nha, Cargo tự động, Cerato tự động, Vios tự động, Soto thì sàn, Hilux nè, ESC tự động nè, nói chung thì cũng khá là nhiều dòng. Anh em qua lựa nơi giao lưu và trao đổi với bà con, có xem là sẽ có bớt và có chạy thử là sẽ có bớt. Bên em rất nhiều dòng xe, anh em qua lựa lấy thử chạy thử vô tư nha. Anh em mua xe liên hệ cho số 0866 6789 71 gặp Nhân hoặc 0834 33 3371 gặp Cường. Anh em có giới thiệu xe để lấy hoa hồng hoặc là giới thiệu em mua lấy hoa hồng thì liên hệ cho số chính của em qua số 0564 71 71 71. Rồi ok, cảm ơn, chúc em buổi chiều vui vẻ nha.